Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám tri thánh đạo nên lìa chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám tri thánh đạo nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám tri thánh đạo nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám tri thánh đạo nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám tri thánh đạo nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám tri thánh đạo nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám tri thánh đạo nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám tri thánh đạo nên lìa mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám tri thánh đạo nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám tri thánh đạo nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám tri thánh đạo nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám tri thánh đạo nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám tri thánh đạo nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám tri thánh đạo nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát.